Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ở trong Ngài, sự thỏa vui rất là quan trọng. Hãy nhớ một điều này, bạn có thể có càng nhiều thứ bạn khao khát, nhưng không có nghĩa là những gì bạn có thêm mang tới cho bạn sự thỏa lòng. Sự thỏa lòng có nghĩa là gì? Trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn vui thỏa những gì mà bạn đang có hiện tại. Tham vọng, thêm chức quyền, thêm tài chính, thêm tiền bạc không mang lại cho bạn sự thỏa lòng đâu. Sự thỏa lòng phải có sẵn, phải có trước ở trong lòng của bạn trước. Có một số người đàn ông nói rằng: "Ôi em ơi, anh là một người bất hạnh. Nếu lấy được em, anh sẽ là người hạnh phúc và mang cho em hạnh phúc tới." Nếu cô gái nào khôn ngoan thì nói rằng: "Em bất hạnh, anh cũng bất hạnh. Hai bất hạnh gặp nhau thì sẽ bất hạnh bình phương. Anh phải là người hạnh phúc trước mới mang hạnh phúc tới cho em được." Eva là một con người, vợ của Adam, là một con người mẫu của một người không thỏa lòng. Bà ta có một người chồng thật đẹp trai, khỏe mạnh và khôn ngoan, đúng không ạ? Adam cực kỳ khôn ngoan. Ông ta học ngoại ngữ đó thì rất là nhanh, bởi vì ông ta đặt tên cho hàng chục loài, hàng chục vạn loài mà không hề nhầm. Ông ta là một người rất là khôn ngoan. Eva là một người vợ của một người đàn ông tuyệt vời đó. Bà ta không hề bị cạnh tranh với người đàn bà đẹp khác. Bà là người đàn bà duy nhất. Thấy chưa? Không đánh ghen. Không phải đánh ghen. Bà ta là người phụ nữ không bao giờ phải lo ngày mai ăn gì. Bà ta không cần phải lo trả tiền điện, tiền nước ra làm sao, bởi vì được tự do ăn mọi trái cây trong nhà, trong cái vườn đó. Bà ta không hề phải lo phải chăm sóc bố mẹ chồng. Bà ta không sợ mẹ chồng ganh ghét. Bà ta một mình. Thế mà con người đó không hề sự thỏa lòng. Muốn hơn cơ, ăn trái cấm cơ, để mà sao được bằng ông trời cơ. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, xin Chúa cho chúng ta sự thỏa lòng. Amen. Có ai đó ước ao: "Ôi Chúa ơi, hội thánh của con mà 200 người con sẽ thỏa lòng." Xin lỗi bạn đi, được 200 người bạn đã nói đòi 500 cơ mới thỏa lòng, 500 thành 1.000 cơ mới thỏa lòng. Hãy bắt đầu vui từ lương tháng của bạn 1.000. Bạn thỏa lòng với cái đó, bạn thỏa lòng với 500 đô, tại bên Nga vẫn sống được mà. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Và khi mà bạn thỏa lòng như vậy rồi thì bạn sẽ thấy hết thảy mọi điều tới với bạn, nó mang tới cho bạn điều hữu ích. Amen. Hãy vỗ vai người lân cận nói rằng: "Sự thỏa lòng là một lợi lớn." Cảm ơn Chúa. Hãy cười tươi nào. Hãy cười thật là tươi cho người hàng xóm nhìn thấy bạn có một nụ cười đẹp nào. Với tư cách là một người đàn ông, với tư cách là một người cha, với tư cách là một người chồng, với tư cách là một người bạn, một người anh, một người em, tôi đang đứng trước mặt anh chị em tại đây muốn nói cho anh chị em một điều quan trọng. Tại sao đời sống riêng tư chúng ta cần cầu nguyện? Tại sao đời sống riêng tư chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh? Và tại sao chúng ta cần phải đến hội thánh mỗi một ngày Chủ nhật? Nó không phải là phải đến, mà tôi muốn nói cho anh chị em là nên tới. Anh chị em hiểu tôi đang nói hai từ khác nhau không? Tôi không nói với anh chị em là phải tới ngày Chủ nhật, mà tôi nói với anh chị em là nên tới. Bởi vì con người chúng ta có một điều đặc biệt ở chỗ này: cái người đó sẽ chống lại điều anh ta lên làm nếu như anh ta bị bắt phải làm. Thật ra hãy để ý những người chồng nữa. Bạn là vợ mà nói rằng anh phải cái này là nó không làm. Nếu mà chồng mà nói với vợ rằng anh phải cái này là vợ không làm. Nếu như bạn nói với con của bạn rằng con không được, con phải, là nó làm ngược lại. Nó biết rõ ràng nó là đúng, nhưng nó sẽ chống lại khi mà bắt phải, vì đang đụng tới giá trị của con người đó. Thật ra tôi muốn nói với anh chị em là vì sao chúng ta nên cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hàng ngày, vì sao chúng ta nên cùng với gia đình, con cái của mình tới hội thánh. Báo chí Việt Nam đang ầm rộ lên một vụ tại Yên Phong, Bắc Ninh, 4:30 sáng ngày 3 tháng 1, một tiếng nổ thật là lớn trong phạm vi bán kính 500 m rúng chuyển. Hai cháu bé đã chết và 7 người bị thương nặng. 200 hộ mái nhà bị tốc mái thiệt hại. Sau khi điều tra, người ta đã phát hiện ra trưởng thôn
đã mua bom mìn đạn là 7 tấn chứa trong một nhà cấp 4. Và ông ta đã làm một việc rất là ngu xuẩn, lấy 4 tấn muối dài lên trên 7 tấn vũ khí đó. Ông ta hy vọng rằng ở những vỏ đạn đó nó có những chỗ mỏng và thủng, muối sẽ làm cho cái đó bị rách dần ra, và ông ta vừa được sắt vụn lại vừa được thuốc nổ nữa để bán được lợi cả hai. Nhưng sự ngu muội đó, ông ta không hiểu được biết rằng là muối cùng với vỏ đạn sẽ biến thể trở thành lưu huỳnh, trở thành phốt pho, gặp khí hậu nóng nó sẽ bốc cháy và sẽ phát nổ. Người ta đang điều tra xem số bom mìn này bán làm sắt vụn là từ ai cung cấp. Vì nếu như chỉ đi mua vớ vẩn bên ngoài chỉ được 1-2 cân đạn thôi, mà 7 tấn này có thể do chính những người bộ đội đã cung cấp bán sắt vụn. Như vậy có nghĩa là những người công binh đào mìn, đào đạn là những người đầy trong đầu kỹ thuật bom mìn. Ông này tiếp xúc với những con người đó mà lại làm những việc giống như không có sự hiểu biết nào cả. Câu chuyện này đưa tới một điều gì anh chị em? Câu chuyện này đưa tới một cái điều rằng dân sự của ta sẽ bị hủy diệt nếu thiếu sự thông biết. Cả quyển sách này có bao nhiêu lời dạy cho chúng ta. Tôi đang nói về một vụ nổ tại Bắc Ninh, nhưng trong cuộc sống của chúng ta còn có nhiều vụ nổ khác nữa cơ. Vụ nổ trong mối quan hệ vợ chồng với nhau, vụ nổ trong mối quan hệ con cái với cha mẹ, vụ nổ trong mối quan hệ làm ăn với nhau. Nếu chúng ta không học được sự khôn ngoan, đầu tiên tưởng nó đẹp mà cuối cùng nó nổ một cái là chết cả đám. Tại sao chúng ta cần phải đến nhà thờ? Tại sao chúng ta cần phải học khoa học nền tảng và càng cao cấp hơn nữa? Vì sao? Bạn nói rằng tôi tự đọc ở nhà được, mà Kinh Thánh chép rằng là Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi được. Bảo đúng, Đức Thánh Linh hướng dẫn, nhưng bạn phải đọc cả cái mạch văn của sách Lá Thư Giăng 1 đó. Nói rằng những gì mà ta đã dạy cho các ngươi đã được học, Đức Thánh Linh sẽ dạy tiếp, chỉ dạy cho các ngươi. Bạn ơi, bạn học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, càng học lên, bạn ở trường cô giáo trang bị cho tôi và bạn một kiến thức chung, một kiến thức nền tảng. Khi bạn có kiến thức nền tảng đó, bạn có thể tự đọc sách bên ngoài được, lấy thêm kiến thức cho vào cái hệ thống mà bạn đã có. Còn nếu bạn không có hệ thống đó, bạn không biết đọc, bạn không biết tiếp nhận kiến thức đâu. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có một số người họ cứ viết tin nhắn trong Facebook của tôi, hơn 5.000 người viết tin nhắn nói rằng mục sư trả lời con cái này, mục sư trả lời con cái kia. Tôi nói rằng con ơi, mục sư sẽ không bao giờ trả lời hết cho con những câu hỏi như vậy đâu. Cái việc của mục sư là muốn gặp con để xây dựng cho con một hệ thống XOZ, có nghĩa là một trục tọa độ XYZ, để cho con khi có cái trục tọa độ đó rồi, bất cứ một điểm nào trong không gian con đều gióng xuống và tự xác định được tọa độ của nó. Còn hàng vạn những câu hỏi khác nhau làm sao mà trả lời hết được. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Bởi vậy cho nên khi bạn tới hội thánh, bạn được trang bị những điều gì tôi đã được trang bị. Không phải mò mẫm ở trong nhà một mình. Có nhiều người mà tự mò mẫm ở nhà không có hiểu biết, cho nên nó trở thành đi theo tà giáo mà không biết. Thật ra anh chị em ơi, hãy học từ những kẻ đã được học, hãy được trang bị từ những kẻ đã được trang bị. Mọi người hiểu không? Tại sao chúng ta gửi con đến học ở trường phổ thông? Bởi vì ở đó các thầy cô giáo đã ra trường, đã được trang bị, đã được cấp bằng. Tại sao chúng ta đến kiểm tra sức khỏe ở những bác sĩ? Bởi vì ở đó là những bác sĩ đã được cho phép, đã được kiểm duyệt, và ở đó bạn được an toàn về tính mạng của bạn. Thật ra hãy nên tới hội thánh ngày Chủ nhật. Amen. Tôi, nếu bạn nói rằng tôi bận việc làm ngày Chủ nhật được lương cao hơn, tôi không cấm bạn đâu. Nhưng bạn ơi, sẽ có một vụ nổ lớn sau này đấy, nếu như bạn không học cách điều khiển mấy quả bom đó và thiếu hiểu biết. Bạn rải muối lên trên bom mìn, sẽ có một ngày nó nổ là mất sạch sành xanh những gì mà bạn đã bỏ những ngày Chủ nhật, không kịp học những điều cần phải học. Bạn ơi, hội thánh có những khóa huấn luyện bắt đầu từ tháng 1, tháng 2 này, chúng ta lại tiếp tục khóa nền tảng. Và xin Chúa cho chúng
Chúng ta có những cái cấp tiếp theo. Nếu sức của anh em có đủ, nếu sức của tôi anh chị em cầu nguyện, bạn sẽ thêm những khóa khác trong tuần nữa cơ, không phải chỉ ngày thứ sáu. Nếu như bạn có sức. Thật ra anh chị em ơi, có nhiều khóa huấn luyện để trang bị cho bạn. Và khi bạn có những khóa huấn luyện đó, bạn sẽ càng ngày càng rõ hơn, bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ kỹ thuật hơn trong cuộc sống. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận bắt tay họ và nói rằng, hãy nhớ bài học về vụ nổ vừa rồi nhé. Nhưng có một điều hay ở chỗ là khi bắt được cái ông này rồi đấy, thì họ phát hiện ra 11 năm trước ấy, ở nhà ông đã nổ một vụ y chang như vậy. Một nổ y chang như vậy, có một người chết thôi. Và bây giờ thì nhiều người chết hơn. Không phải là có nhiều khi cái sai lầm của chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ vì không học. Chỉ vì không học. Thành ra 2018 này có một lời khuyên trước khi vào bài giảng. Bạn hãy quên và tha thứ cho những kẻ làm thương tổn bạn, nhưng đừng quên bài học mà kinh nghiệm đã dạy bạn qua những sự đó. Nhắc lại này, hãy quên và tha thứ cho những kẻ làm thương tổn mình, nhưng đừng quên bài học mà nó đã dạy bạn qua sự thương tổn đó. Amen. Dạ. Nhân vật vừa rồi 11 năm trước bị nổ mà không chịu học bài học. Thành ra bây giờ nó nổ tiếp. Nếu như sự vụ này mà không học tiếp á, sau mấy năm nữa lại nổ tiếp. Thành ra chúng ta hãy bắt tay người lân cận cười tươi và nói rằng không có nổ nữa đâu. Nếu học được bài học. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn chia sẻ với anh chị em chủ đề của nó là hoạn nạn có lợi gì. Hãy nhắc to cùng tôi, hoạn nạn. Hoạn nạn mà lại có lợi à? Người ta nói hoạn nạn phải tránh chứ sao có lợi. Nhưng mà bài giảng của tôi ngày hôm nay là đặc biệt 2018, hoạn nạn trong đó có lợi cả. Hoạn nạn nó đến với tôi có thể do nguyên nhân là tôi. Hoạn nạn đến với tôi có thể do nguyên nhân từ người khác. Hoạn nạn đến với tôi có thể do một nguyên nhân vớ vẩn bất thình lình của thiên nhiên. Hoạn nạn đến với tôi có thể do nguyên nhân từ ma quỷ quấy phá. Hoạn nạn tới với tôi do nguyên nhân vì cớ danh Chúa Giêsu mà tôi phải chịu sỉ nhục. Vậy mỗi một lần hoạn nạn xảy ra, tôi cần phải ngồi lại xin Chúa cho sự khôn ngoan suy xét. Nó có phải đến từ tôi không? Do sự kiêu ngạo của mình, do sự thiếu hiểu biết của mình, do sự ngu ngốc của mình, hay là do người khác? Sự thiếu hiểu biết của họ vì họ cùng chung vốn làm ăn với tôi, cho nên khi họ thất bại tôi phải chịu gánh hậu quả cùng. Hay là vì tôi giao công việc này cho vợ của tôi chưa đủ năng lực, chưa đủ sức mạnh để làm công việc đó, vợ tôi sụp đổ và kéo theo hệ lụy cả tôi và gia đình. Nếu như hoạn nạn này đến bởi ma quỷ tấn công tôi phải nhân danh Chúa Giêsu bẻ gãy nó và xua đuổi nó. Còn nếu nó đến bởi vì chịu khổ vì danh Chúa Giêsu và sự công bình bởi lời của Ngài, thì hãy vui mừng vì cớ danh Chúa mà chúng ta chịu bị sỉ nhục. Bởi vậy cho nên mỗi một hoạn nạn xảy ra, chúng ta cần phải ngồi suy xét thật kỹ càng. Hoạn nạn có lợi gì cho mỗi chúng ta? Một câu hỏi, tại sao chúng ta gặp sự khốn nạn trong cuộc sống? Theo Chúa, có thể tránh được những sự hoạn nạn này hay không? Xin thưa không? Nếu trời mưa, thì hết thảy kẻ tin Chúa và kẻ không tin Chúa, mưa đều tới với bạn nếu bạn không che ô. Bạn không tránh được hoạn nạn trong thế gian này, Chúa đã báo như vậy rồi. Ta báo trước cho các ngươi biết rằng trong thế gian này sẽ có hoạn nạn. Kể cả bạn chạy vào tu, vào chùa, vào một khu rừng sâu, ở đó vẫn hoạn nạn đuổi theo. Không tránh được. Nhưng quan trọng ở chỗ là khi có Ngài, chúng ta sẽ đối diện với cái hoạn nạn đó như thế nào. Và nhờ hoạn nạn chúng ta bay cao ra làm sao mới là điều quan trọng. Sau hoạn nạn, nếu bạn học được điều đó, nó có lợi gì cho bạn và cho người khác nữa? Gặp nhiều hoạn nạn lắm. Ai là người đã từng gặp ít nhất một lần trong đời hoạn nạn? Giơ tay tôi xem. Tôi giơ cả tay cả chân. Dạ. Tôi nói thật với anh chị em, đến ngày hôm nay, sau 25 năm hầu việc Chúa, tôi rất cảm ơn Chúa vì những hoạn nạn xảy ra. Có một vị mục sư rất được ơn của Chúa. Ông ta được ơn lắm người ta. Bởi qua ông, Chúa giúp đỡ nhiều người lắm. Người ta đặt cho ông câu hỏi: thưa mục sư, tại sao mục sư lại thành công như vậy? Ông trả lời: bởi vì tôi thất bại nhiều.
cho nên thành công nhiều. Câu Kinh Thánh mà ngày hôm nay mở đầu để tôi chia sẻ, hoạn nạn có lợi gì? Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 1 câu 3 câu 4 xin bật lên. Chúng ta cùng nhau xem lời Chúa dạy chúng ta khi bạn và tôi gặp hoạn nạn như thế nào. Và nếu như bài giảng ngày hôm nay dành riêng cho bạn, nếu bạn đang tiếp tục trong hoạn nạn đó, thì nhờ bài giảng ngày hôm nay chúng ta xin Chúa cho vượt ra khỏi hoạn nạn. Bởi vì còn vô số những người đang đợi bạn ở ngày mai, ngày kia, nhờ hoạn nạn mà bạn đang chịu bây giờ, họ sẽ được gây dựng trong những ngày sắp tới của họ. Lời Chúa dạy chúng ta như sau: chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào mà họ gặp. Lời Chúa dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng thương xót mỗi chúng ta. Khi bạn và tôi gặp sự hoạn nạn, Chúa Ngài sẽ yên ủi chúng ta trong hoạn nạn mà chúng ta đang gặp, để khi chúng ta vượt ra khỏi cái hoạn nạn đó rồi thì chúng ta mới có thể nâng đỡ, yên ủi hoạn nạn của người khác khi họ gặp. Có một câu nói mà người ta nói rằng ai đã từng khổ thì người đó mới đồng cảm được với những người khổ. Ai là người đã từng đau thì mới đồng cảm được với những người đang đau. Và ai là những người đã từng thất bại, đã từng phạm tội, đã từng sa ngã, đã từng bị vấp ngã trong cuộc sống này, thì kẻ đó sẽ là kẻ đầu tiên đồng cảm mà không xét đoán, đồng cảm mà không phán xét. Tôi nhớ tại Ukraine một buổi họp, hội trưởng lão cùng các anh em họp bàn về kỷ luật một người phạm tội ngoại tình. Người này nói phải trừng phạt này, người này nói phải bản án này. Và cuối cùng vị mục sư đó quay ra hỏi một người trưởng lão già tuổi nhất, ông đã từng là mục sư: thưa ông nghĩ gì về trường hợp này? Người trưởng lão già đó tuổi gần 80 đứng dậy, ông nói: nếu không nhờ ân điển của Chúa thì tôi còn phạm tội hơn người đó nữa cơ. Sau đó ông ngồi xuống. Người mục sư đó hiểu được câu nói của người trưởng lão đó, ông ta đã gặp riêng người đàn ông đó và trò chuyện, chứ không đưa thẳng bản án ra mà không hề nói chuyện trước, không hề tìm hiểu nguyên nhân, không hề đưa ra lối thoát, chỉ tìm cách cục đá nào to nhất để ném thôi. Hoạn nạn mà chúng ta đang chịu, bật lại câu Kinh Thánh: Đức Chúa Trời thương xót. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Hãy nhắc lại cùng tôi từ yên ủi. Yên ủi này đồng nghĩa với đấng an ủi, có nghĩa là Đức Chúa Trời thương xót luôn đứng bên phe của bạn, luôn đứng bên cạnh bạn. Không phải là Ngài nhắm mắt lại với cái sai của bạn, Ngài không gọi cái tội là vô tội, Ngài không đồng lõa với cái tội sai, nhưng Ngài là đấng sẽ chỉ cho bạn biết cái sai ở chỗ nào, bản chất nó ra sao và cách vượt ra khỏi nó như thế nào. Và lời Chúa nói với tôi và bạn rằng Ngài yên ủi, có nghĩa là Ngài đi cùng chúng ta trong mọi sự khốn nạn. Ngài là đấng cùng phe với chúng ta, chịu khổ cùng chúng ta. Có một người họ nói rằng: tại sao bạn biết cái gánh của Chúa nhẹ nhàng và ách của Chúa dễ chịu không? Bởi vì Ngài là đấng hạ thấp, luôn thấp hơn bạn. Cho nên bạn gánh cái gì đó thì gánh nặng vẫn rơi vào Ngài nặng nhất, phần nặng nhất là vẫn rơi vào vai của Ngài, bởi vì Ngài luôn luôn đứng thấp hơn bạn. Bạn có hạ thấp kiểu gì đó thì đấng mà từ trời vẫn luôn thấp hơn bạn để gánh hết những gánh nặng của bạn. Cho nên gánh của bạn nó nhẹ là như vậy đó. Và Chúa nói rằng hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi có thể yên ủi được kẻ khác trong sự khốn nạn của họ mà họ gặp. Amen. Amen. Hallelujah. Yên ủi người khác, đồng cảm vì đồng cảnh, không phán xét
biết cách giúp đỡ. Và cái quan trọng nữa đó là gieo được tia hy vọng vào cho họ. Họ đến gặp bạn nói rằng: anh ơi, tôi bị trầm cảm, mất ngủ. Bạn nhìn vào mắt họ và nói rằng: à thế à, tôi đã từng trầm cảm, tôi đã từng mất ngủ triền miên, nhưng Chúa là đấng thương xót và đấng quyền năng, tôi đã được thay đổi. Ồ thế à, anh được thay đổi à? Thế tôi cũng có sự hy vọng thay đổi được như anh. Sự hy vọng đó bạn gieo vào cho họ. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mà họ hy vọng. Bạn là niềm hy vọng của họ. Bạn đã thắng, họ cũng sẽ thắng như bạn. Bởi vậy cho nên hãy bám vào Chúa. Amen. Dạ. Câu kinh thánh tiếp theo, Sách Gia Cơ đoạn 1, lời Chúa dạy: sự khó khăn khốn nạn mang lại lợi ích gì cho mỗi chúng ta? Ai là người thích ăn rau muống, mồng tơi, rau dền, rau đay? Giơ tay tôi xem nào. Dạ, tôi đặc biệt thích ăn canh cua, rau dền. Sang bên Los Angeles giảng mấy ngày xong, người ta đưa tôi đi khách sạn, và có một cái nhóm người chăm sóc tôi, họ nói: bây giờ mục sư thích ăn gì? Tôi lúc ấy chỉ bưng cua thôi. Tôi nói rằng: ước gì mà tại đây được ăn một cái bát canh cua, rau dền, mồng tơi, rau đay, với lại cả pháo muối. Tôi tưởng rằng là nói như vậy thôi, chắc là chỉ có Đồng Xuân, chỉ có ở Berlin mới có thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy hai người bấm chuông, một ông một bà mang tới một cái cặp lồng, họ đặt lên trên bàn. Họ nói: đây cái gì mục sư tối qua ước mơ. Tôi bảo: cái gì? Tôi phải chạy khắp để mua rau dền, mồng tơi, rau đay, ba chợ mới mua được ba cái loại này hiệp lại để nấu cho mục sư một bát canh mồng tơi, rau dền, rau đay và canh cua, cộng với cả pháo nữa. Tôi nhìn nó mà không thể ăn nổi. Thấy sao mà họ yêu tôi thế. Nhưng có một điều vừa rồi tôi lại nghe thấy một số người ngồi trong căn phòng này nói rằng họ rất sợ mua mồng tơi, rau dền, rau đay, rau muống ở chợ Đồng Xuân. Họ hỏi vì sao? Họ nói rằng là bởi vì thuốc kích thích quá nhiều. Họ thích ăn loại rau đó nhưng mà lại bio cơ. Mọi người biết sự khác biệt giữa bio với loại rau đó chỗ nào không? Loại rau mà phun thuốc kích thích, nó không cần thời gian nhiều, nó cứ mọc lên thôi. Còn bio đó là nó mọc lên nhờ rễ cây đi xuống phía dưới đất để hút chất dinh dưỡng lên. Bạn cũng biết là có nhiều cơ đốc nhân bio và có nhiều cơ đốc nhân phun thuốc kích thích không? Có nhiều cơ đốc nhân phun thuốc kích thích nhưng mà vụt lên rồi mà không hề có chất rễ nữa, ở phía dưới không hề có rễ. Thế là Chúa mới nói rằng vì cớ ta muốn cho các ngươi là bio, cho nên cần có một số những hoạn nạn xảy ra để cho người đâm rễ vững nền trong ta. Một cái cây như vậy ở bên ngoài vườn, mùa này là mùa rụng lá hết rồi. Nhiều khi ta đặt câu hỏi, tại sao không phải luôn luôn là mùa hè để cho lá cây nó phát triển, mà cứ phải có mùa đông cho cây nó rụng lá hết? Vậy mùa đông cây rụng lá có lợi ích gì cho cây không? Sau khi nghiên cứu tôi phát hiện ra nó có lợi. Vì khi mùa hè mùa xuân đâm chồi lầy lọc, hết thảy chất dinh dưỡng nó lao vào lá cây hết và vỏ cây. Còn mùa thu, mùa đông cây rụng lá, chất dinh dưỡng không còn nuôi lá cây vớ vẩn nữa, mà nó dồn vào để trở thành gỗ trong thân cây. Thành ra khi bạn cưa ngang cây đó, nó có những cái vòng gỗ xung quanh, mỗi một năm một vòng như vậy. Thành ra mùa thu, mùa đông là mùa thuộc linh, mùa thu mùa đông nó giúp cho rễ cây của bạn đâm sâu xuống lòng đất, lan tỏa vào lòng đất, hút chất dinh dưỡng lên để nuôi cho cái cọc, cái trụ thật chắc ở trong cơ thể, trong thuộc linh của bạn bền chắc. Và khi bão thổi tới, cái chắc của bạn nó bám rễ, nó không bị đổ. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thật ra mùa nào cũng là mùa tuyệt vời. Hãy cảm tạ Chúa vì ngay cả khi mùa đông thuộc linh của bạn nữa. Mùa đông thuộc linh là mùa gì? Gọi là hoạn nạn, gọi là những khó khăn xảy ra, để bạn bắt đầu kêu cầu Chúa nhiều hơn, bạn đâm sâu vào lời của Ngài nhiều hơn, và cái đó làm cho bạn vững chắc về con người của bạn. Amen. Sách Gia Cơ bật lên chúng ta cùng nhau xem.
Thành ra lời Chúa Phaolô nói với Timôthê rằng dù gặp thời hay không gặp thời thì hãy cứ giảng đạo, hãy cứ tiếp tục bươn lên, vì công khó của anh chị em không phải là vô ích đâu. Lời Chúa nói là hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Trăm bề thoạt đến đây, người Việt Nam gọi là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phước thì không thấy đâu, mà họa thì dồn dập từ trăm phía ập tới. Hỡi anh em ơi, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục. Wow. Ai làm cha làm mẹ giơ tay tôi xem nào. Tại đây nha. Những người làm cha làm mẹ đó, ai là người có con giơ tay tôi xem nào. Bạn thấy sự khác biệt giữa bạn với con bạn chưa? Sự khác biệt chỗ nào? Là sự nhịn nhục. Con của bạn càng nhỏ càng ít nhịn nhục, càng lớn dần nó nhịn nhục nhiều hơn. Tuổi 7 tuổi nó kiểu nhịn nhục 7 tuổi, 10 tuổi, 14 tuổi nhịn nhục 7-14 tuổi. Sự nhịn nhục là mức độ trưởng thành của một con người. Có rất nhiều người đàn ông bỏ vợ bỏ con, đàn bà bỏ vợ bỏ chồng bỏ con ra khỏi nhà, bởi vì sự nhịn nhục không đủ. Sự nhục không đủ, tính tự ái cao. Và lời Chúa nói rằng khó khăn, hoạn nạn xảy tới, nhưng nó sẽ giúp thử thách đức tin. Cái từ thử thách đức tin kia kìa là quan trọng. Đức tin phải được tôi luyện, đức tin phải được sàng lọc. Có một người chị em viết thư cho tôi nói rằng mục sư ơi, ở trong Chúa đức tin của mình cứ phải thử lửa suốt như vậy sao, đến bao giờ nó dừng lại không? Câu trả lời, cho tới khi mình giống Chúa hết thì mới không bị thử. Còn nếu không, chúng ta bị thử, thử thách đức tin. Thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó từng bước một, chứ không phải là nó xuất hiện sự nhịn nhục là xong. Mà sự nhịn nhục phải trọn việc á, sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời về lời của Ngài. Amen. Thấy ra sự khổ nạn xuất hiện tới với chúng ta, nó sẽ giúp cho đức tin chúng ta được thử thách. Đức tin được thử thách sẽ sinh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục trọn việc sẽ sinh ra tính cách chúng ta càng ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Câu kinh thánh thứ ba, có nhiều người nói mục sư ơi, nhưng mà khó khăn nặng quá, tôi chết mất, chắc là tôi đầu hàng thôi, tôi bỏ cuộc thôi. Bạn ơi, bạn không phải là người duy nhất nói câu nói đó. Kẻ đang đứng trước mặt bạn đây này đã từng nói những câu như vậy. Hai vợ chồng chúng tôi có nhiều lúc nắm tay nhau nói, em ơi, chắc là anh không chịu nổi hơn nữa rồi. Và tôi nói, anh ơi, em không chịu nổi hơn nữa rồi. Tôi nhớ hai vợ chồng tôi sống bên Nga. Có một buổi sáng nọ, bỗng nhiên an ninh của Nga ập vào nhà của chúng tôi. Hồi đó chúng tôi thuê một cái nhà ở trong khu ký túc xá sinh viên, ập vào nhà và họ nói với tôi rằng hộ chiếu đưa đi kiểm tra. Tôi đưa hộ chiếu ra, họ nhìn họ dở cái tài liệu của họ. Họ nói rằng, họ nói với nhau, nó đây rồi. Tôi bảo, tại sao nó đây rồi? Và họ ấp vào, ẩn tôi vào tường, ẩn vợ tôi ra một chỗ khác. Bắt đầu họ lục tung phòng ra, họ lục tung cả vali ra, kể cả quần xịp của vợ tôi với tôi lục tung kiểm tra. Mà ôi, họ bật máy tính lên, họ kiểm tra. Rồi sau đó tôi hỏi, có chuyện gì xảy ra mà đấy? À, ba bố đông vào trong phòng tôi như vậy. Họ nói rằng tôi được một điệp báo, báo anh là một là chủ một đường dây buôn lậu người từ Việt Nam qua Nga và sang Đức. Tôi bảo, tôi là mục sư hội thánh. Ông một tên nhảy vào trong computer bật lên nhìn một hồi, và vợ tôi đó là nhận lương chỉ có 200-300 đô thôi, nhưng mà cô rất là chi tiêu đàng hoàng. 230 đô chi ra 1/10 là bao nhiêu tiền, rồi ăn xua bắp cải là bao nhiêu, rồi ra 4 tuần mỗi tuần bao nhiêu. Họ mới nhìn thấy tiền cứ chi cho cọc cho bảo đấy là cái gì. Và đây là vợ tôi tính tiền ăn tháng của tôi đấy. Bảo thế đường dây của mày là bao nhiêu, hỏi đủ các thứ. Và cuối cùng họ quyết định là thu hộ chiếu của tôi. Vợ tôi thì họ không dám, bởi vì là người Đức mà. Thu hộ chiếu của tôi. Mọi người biết không, luôn luôn cứ 15-20 phút lại gọi điện thoại đến để tôi nói Khai mau, sắp tới tao trục xuất mày, vợ chồng mày không bao giờ được gặp nhau nữa. Cái đó là một chuyện, nhưng cái áp lực mà đè nặng trong tâm hồn, trong tinh thần lúc đó nó kinh hoàng lắm. 3 tuần liền, liên tục như vậy, chúng tôi không dã rời chân tay ra. Hai vợ chồng tôi
hay đi dạo ngoài đường phố này, thở không thở nổi. Tôi cảm giác như là cái bầu không khí nó cứ sắn ra từng cục một vậy. Mỗi lần tôi chịu không nổi rồi, em ơi, chắc là hết nổi rồi em ạ. Vợ tôi nói, anh ơi, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Thế là chúng ta cùng nhau cầu nguyện, tôi lại bắt đầu hứng chí lên đến buổi chiều. Vợ tôi nói, anh ơi, anh em chết mất rồi. Kiểu như này em sao chịu nổi nữa, chưa bao giờ em gặp trường hợp như vậy. Tôi lại nói rằng, em ơi, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng mà tôi mới hiểu được rằng, một người đi mà ngã không ai đỡ được. Còn hai người ngủ chung chăn nó ấm. Hai người đi cùng đường hay một người ngã kẻ kia đỡ mình. Là cảm ơn Chúa. Và cuối cùng chịu được qua 2 tuần, gần đến 3 tuần rồi. Tôi, vợ tôi nói anh ơi, chắc là mình hết chịu nổi rồi, đến bao giờ nữa. Tôi bảo em ơi, anh cũng thấy như vậy. Và Chúa cho tôi một câu kinh thánh. Nào chúng ta cùng nhau bật câu này lên. Nếu bạn ở trong hoạn nạn lâu rồi mà chịu không nổi, thì câu kinh thánh này là lời hứa dành cho bạn. Nhưng hãy nhớ hai câu phía trên, hai đoạn kinh thánh phía trên là bạn cần. Đừng có đầu hàng vội nhá. Đừng có mới tí hoạn nạn ôi, con đầu hàng. Lời Chúa nói, những sự thử thách cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị thử thách cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Ra đi, đứng dậy lại đây với bà. Con trai tôi 14 tuổi, chuẩn bị tròn bước sang tuổi thứ 15. Trong thời gian tôi bị ốm, bác sĩ nói tôi không được quyền bê nặng quá 10 cân. Vừa rồi có ai đã tặng nhà tôi một bao gạo 18 cân. Cậu này đã vác bao gạo ra vào nhà mà tôi không hề cản. Vì sao? Bởi vì tôi là cha của nó. Tôi biết được nó vác sức được bao nhiêu. Còn trước đây vài ba năm, có thể nó đòi vác, tôi không thể cho nó vác được. Cảm ơn con. Lời Chúa nói, những sự thử thách đến cho anh em, Ngài biết được, không quá sức, Ngài cho phép nó đến. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Bạn đừng có khó một chút là kêu oai oái này. Khổ quá Chúa ơi. Chúa nói rằng cái gì mà la to thế, ta cứ làm như là ta không nhìn thấy gì. Động một chút là đã la rồi. Vậy rèn luyện làm chỗ nào? Khi mà tôi đỗ đại học và điểm cao, tôi nhớ mấy ông hàng xóm sang hỏi kinh nghiệm của bố tôi dạy con kèm tôi như thế nào. Họ đến gặp bố tôi nói, ông dạy con học làm sao để cho nó đạt điểm cao, thi đỗ đại học điểm cao như vậy. Ông ngồi rất là bình thản, tự tin, ông nói, đầu tiên phải dạy nó học ngồi. Đầu tiên tôi nghe câu trả lời đó, tôi không để ý, nhưng sau đó thấy, ồ bố tôi nói đúng. Tôi á, khi học ôn thi đại học, ôn thi năm lớp lên cấp 3 đó, tôi đã bị cái tính là không ngồi yên được. Cứ ngồi được 15 phút là phải chạy ra ngoài, ngắm trời, ngắm xăng, ngắm sao xong lại chạy vào. Bố tôi bảo, tại sao mày học ôn thi mà học như vậy làm sao học được? Tôi bảo, con bị đáy ra. Thế là cuối cùng phải đưa cô em gái của tôi, kém tôi 3 tuổi, ngồi kèm. Quỳnh mày ngồi kèm anh, không cho nó chạy ra ngoài nữa. Và tôi mới hiểu ra rằng, đầu tiên bố tôi đã luyện tôi cách ngồi nghiêm túc 2 tiếng đồng hồ không xê dịch, bởi vì bài thi đó là cỡ khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, mà nếu như bất ổn như vậy, cứ lúc như vậy thì làm sao mà tập trung để mà giải cái bài toán khó được. Thầy ra đầu tiên phải học ngồi. Tại sao học ngồi? Bởi vì khi bạn ngồi lâu như vậy, nó sẽ rèn cho bạn cái tính nhịn nhục được. Tại sao chúng ta mới nghe vợ giải thích được 5 phút đã thấy cãi ùm lên rồi? Vì mình không chịu nổi, không thể nhịn nhục được thêm nữa. Ba mà nói thêm xong rồi tôi bắt đầu bung rồi đấy, là xong rồi đấy. Mọi người xong mai cười tươi thế. Đúng vậy, cho nên tính nhịn nhục nó quan trọng. Amen. Thầy ra Chúa, Ngài biết sức của mỗi chúng ta. Ngài đặt gánh nặng lên cho chúng ta từng chút một. Hôm nay một chút, ngày mai một chút, ngày mai một chút nữa. Amen. Thầy ra hãy nhìn câu kinh thánh này, nhớ địa chỉ của nó, để khi nào bạn chịu không nổi rồi nhá. Mà không nổi đó phải để đến lần thứ 21 bạn kêu thì mới được quyền nói là không nổi. Còn mới kêu lần thứ 3 chưa bạn vẫn có thể còn sức. Phải đến lần thứ 21 bạn kêu Chúa ơi tôi không thể chịu nổi rồi, thì lúc đó mới là không nổi. Và câu kinh thánh này là lời hứa. Nhưng trong mọi sự cám dỗ, khó khăn, thử thách, hoạn nạn, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi
để anh em có thể chịu được. Những khó khăn mà tôi trải qua trong 2 năm vừa rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa nói là con không chịu nổi. Tôi vẫn cảm tạ Đức Chúa Trời. Xin Chúa tiếp tục làm để tính cách con được giống Ngài hơn. Bạn ơi, nó có lợi nhiều lắm anh chị em. Bạn sẽ nhạy cảm hơn khi bạn gặp những đối tượng mà bị một chút hoàn cảnh như bạn. Bạn sẽ đọc một vài tin nhắn của một ai đó, bạn đã biết là họ bị trầm cảm, họ bị đau đớn, họ bị phản bội, họ bị mối ruồng bỏ từ gia đình. Bạn ơi, nó có lợi cho bạn nhiều lắm. Thật ra lời ông Phaolô nói rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm sẽ mang tới cho anh chị em sự vinh hiển cao trọng vô lượng và vô biên, là như vậy đó. Rất nhiều kẻ sau này sẽ chạy tới với bạn bởi vì họ biết rằng ở bạn có câu trả lời cho họ. Anh chị em thấy không? Có lúc bạn gặp những khó khăn, tại sao? Chỉ có đối tượng này bạn dễ nói chuyện, còn bao nhiêu con người khác muốn trò chuyện với bạn là bạn không hé răng kể cái chuyện đó cho họ, mà bạn chỉ tìm đúng cái đối tượng đó để chia sẻ ra, bởi vì người đó mới là địa chỉ đúng mà bạn chạy tới. Câu trả lời, bởi vì họ đã trải qua những sự hoạn nạn và đã vượt qua được, và bây giờ bạn là con ong đã ngửi thấy mùi mật từ họ mặc dù họ không quảng cáo. Amen. Dạ. Câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta kết thúc. Tại sao chúng ta cần Chúa Giêsu như vậy? Lời Chúa dạy chúng ta như sau này. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Bạn nói rằng Chúa ơi, con đang yếu đuối. Chúa nói rằng ta hiểu con, ta cũng đã từng yếu đuối như vậy. Ở trong vườn Gethsemane, ta đã từng nói rằng cha ơi, nếu được con khỏi phải uống chén này, nhưng xin ý cha được nên, ta cũng cảm thương sự yếu đuối của các ngươi. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Hãy nhắc lại cùng tôi cái từ thử thách mọi việc cũng như chúng ta. Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ đấy anh chị em. Ngài bước vào chức vụ năm 30 tuổi. Anh chị em biết người thanh niên 30 tuổi thì có nhu cầu gì rồi đúng không? Cám dỗ đủ thứ. Ở trong sa mạc 40 ngày Chúa Giêsu bị cám dỗ. Ma quỷ biết rằng cám dỗ Chúa Giêsu Ngài có thể phạm tội được thì nó mới cám dỗ. Còn nếu Chúa Giêsu không thể phạm tội được mà ma quỷ cứ đến cám dỗ thì đó là một vở kịch. Nhưng Chúa Giêsu có thể phạm tội được, cho nên ma quỷ mới cám dỗ. Ma quỷ mang sự thử thách, sự cám dỗ trong mọi việc như một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng quan trọng ở chỗ, xong Ngài không phạm tội, Ngài đã chiến thắng được. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Đừng bỏ trốn khi bạn thất bại, đừng bỏ trốn khi bạn lỡ có vấp ngã. Hãy đứng dậy nói Chúa ơi, hãy giúp con đứng dậy. Nếu như bạn lỡ cãi lộn nhau với vợ, nếu như bạn lỡ làm thương tổn ai, nếu như bạn lỡ nói một điều gì đó, hãy xin Chúa tha thứ, giúp cho bạn đứng dậy, chạy tới với ngôi ơn phước trở lại. Đừng bỏ xa. Tiếp theo, để làm gì? Để bạn được hai điều. Một, được thương xót. Hai, là tìm được phước. Sự thương xót này là phước đấy. Gia-cốp nói hãy ban phước cho tôi, Gia-bê cầu nguyện hãy ban phước cho tôi. Hãy chạy tới ngôi ơn phước để nhận lãnh phước, rồi tìm được ơn, đó là quyền năng và sức mạnh để giúp chúng ta trong thì giờ cần dùng. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn, nhưng mà khi thuận lợi chúng ta cần chuẩn bị trước cho khó khăn. Đó là điều mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Sự hoạn nạn nó có lợi như thế nào? Hãy lắng nghe. Nếu bạn đang ở trong sự hoạn nạn, nếu bạn đã qua sự hoạn nạn, và nếu như bạn sẽ chuẩn bị có những hoạn nạn xảy ra, tôi muốn khuyên bạn. Điều thứ nhất, khi bạn gặp hoạn nạn hãy nhớ Chúa luôn bên cạnh bạn. Ngài luôn biết được sức của bạn. Ngài gánh cùng gánh của bạn, không bỏ bạn đâu. Điều thứ hai, hãy bám vào sự kêu gọi mà Ngài kêu gọi bạn, đừng bỏ cuộc. Điều thứ ba, hãy vì cớ những kẻ sau này cần tới bạn,
Mỗi một lần tôi bị gặp hoạn nạn, tôi đã nói cảm tạ Đức Chúa Trời. Lĩnh vực này con lại vấp phạm, lĩnh vực này con lại thất bại, để vượt qua nó nhờ Ngài và giúp đỡ những kẻ sẽ vấp vào lĩnh vực này. Và cảm ơn Chúa, mỗi một lần như vậy, một sức mới lại đến bên tôi. Tôi lại thấy dường như có một đấng đứng bên cạnh mình, giáo sư đã hướng dẫn. Đây này, cần được knock out, nó ở cái lĩnh vực này này, điểm yếu nó ở chỗ này này, con cần phải đại tu lại cái chỗ này này. Và cảm ơn Chúa, khi vượt qua rồi, sức mới tới và lại giúp đỡ ơn cho những người khác trong hoàn cảnh đó nữa. Thành ra ba điều: khi bạn sẽ, bạn đang và bạn đã rời khỏi hoạn nạn, hãy nhớ ba điều. Một, Chúa ở cùng. Hai, sự kêu gọi của bạn đừng bỏ cuộc. Ba, vì cớ những người sau này cần tới sự giúp đỡ của bạn, hãy đứng dậy nhờ Chúa bước đi. Amen. Đứng dậy nào, chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Và như vậy chúng ta cần phải làm gì? Bắt đầu bây giờ hãy cảm tạ Chúa về sự hoạn nạn. Mục sư nói câu gì mà lạ thế. Tôi đang cầu nguyện cho vợ tôi được thay đổi. Còn mụ đó mà lắm mồm nó phải thay đổi chứ. Không, đừng nhìn thấy bà ta lắm mồm, mà hãy nhìn thấy nguyên nhân cho sự lắm mồm đó từ đâu. Thầy ra bắt đầu đêm Chúa nói rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì vợ con lắm mồm. Để làm gì ạ? Để cho con nhìn thấy chính con là nguồn khiêu khích cho hắn lắm mồm. Và xin Chúa thay đổi con. Bạn thử mà làm xem. Hãy tiếp nhận cái nan đề đó, không thể tránh được. Bạn tiếp nhận trong cuộc sống của bạn và bạn nói rằng: Chúa ơi, con sẽ không né tránh nó. Con không né tránh nó giống như tàu Titanic né tránh tảng băng. Nếu như đâm thẳng vào tảng băng thì nó đã không chìm. Nhưng vì né cho nên tảng băng đã xé rách một nửa thân tàu, nước ngập vào và bẻ gãy con tàu. Bạn đừng né nan đề, đừng né hoạn nạn. Tiếp nhận nó thẳng. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì nan đề này. Con biết rằng Ngài đang ở cùng con. Xin Chúa Ngài ban cho con sự khôn ngoan để chiến thắng hoạn nạn và vượt qua khỏi nan đề. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ thấy sức mạnh. Nào, hãy đến Chúa cầu nguyện nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.